một phương thuốc tự nhiên mạnh mẽ nhất giúp bạn làm sạch phổi khỏi độc tố tích tụ, các virus, vi khuẩn có hại. Thay đổi thời tiết diễn ra thất thường cùng với việc phải làm việc trong môi trường độc hại, không khí ô nhiễm, hút thuốc hay mắc phải các căn bệnh mãn tính ảnh hưởng đến hô hấp như hen suyễn, bệnh phổi, tắc nghẽn mãn tính hay xơ nang. Bạn có thể áp dụng bài thuốc này ngay cả khi bạn khỏe mạnh, hãy phòng bệnh hơn chữa bệnh. Phương pháp này phù hợp với tất cả mọi người, từ người già, người trẻ, người hút thuốc lâu năm, trẻ em, và bạn sẽ thấy thích nó vì mùi hương tinh dầu rất dễ chịu, vị cay ấm khiến bạn được thư thái hơn bao giờ hết. Hãy theo dõi video này từ đầu đến cuối vì công thức này đang đón chờ bạn cùng thực hiện. Và bây giờ chúng ta cùng đi. Nguyên liệu đầu tiên bạn cần cho công thức này đó chính là lá chanh. Nhà mình vừa trồng thêm cây chanh vàng như thế này. Bạn hãy sử dụng lá chanh vàng thì không đắng, mùi hương tinh dầu của nó khiến cho bạn thư thái rất nhiều. Nếu như không có lá chanh vàng thì các bạn có thể sử dụng lá chanh ta, chanh đào hay thậm chí cả lá quất đều được các bạn nhé. Công thức này mình sẽ cần từ 6 đến 8 lá chanh như thế này. Theo đông y thì lá chanh có vị cay ngọt, tính ôn, có tác dụng hòa đàm, trì khái, sát khuẩn và tiêu đàm. Dùng để chữa ho, do lạnh, cảm sốt, không ra mồ hôi, hỗ trợ điều trị hen phế quản. Bây giờ thì các bạn sẽ rửa sạch phần lá chanh này nhé. Sau đó thái thành những sợi nhỏ và bạn cũng có thể vò nát nó để lấy được phần tinh dầu nhiều nhất ở trong lá của chanh các bạn nhé. Lá chanh có chứa nhiều chất chống viêm và chống oxy hóa rất mạnh mẽ, có chứa linalool, dầu limonin, flavonoid như là ponsirin, herpiridin, hoferin, nagarin, acid citric. Và trong lá chanh có chứa các khoáng chất tốt cho cơ thể của chúng ta như canxi, phosphor, sắt, và nó có chứa một lượng nhỏ vitamin A, vitamin B1 hay vitamin C. Lá chanh có dược tính an thần và chứa các thành phần chống co thắt và được sử dụng để điều trị các bệnh liên quan đến mất ngủ hay là giảm tải căng thẳng, tim đập nhanh. Và trong lá chanh, bạn biết không, nó rất giàu vitamin C và các chất chống oxy hóa. Nó giúp tăng cường khả năng phòng thủ của hệ thống miễn dịch, giúp cơ thể của bạn loại bỏ được các độc tố rất hiệu quả. Không những vậy, nó còn giúp bạn xả stress, căng thẳng, khiến cho cơ thể của bạn được tỉnh táo hơn bao giờ hết. Và đây là toàn bộ phần lá chanh mình có, mình sẽ để sang một bên nhé. Thành phần thứ hai cho công thức này đó chính là gừng. Bạn hãy chuẩn bị một mẩu gừng ta như thế này, nó có màu vàng óng. Bạn sẽ cần 10g gừng tươi, nó tương đương với một miếng gừng như thế này. Bây giờ thì các bạn hãy gọt bỏ phần vỏ của gừng nhé. Gừng được biết đến như một loại thảo dược rất quý giá, giúp chữa lành các bệnh rất mạnh mẽ, tăng cường hệ thống miễn dịch và làm dịu chứng viêm. Hơn thế nữa, gừng còn điều trị thành công cảm cúm, nhiễm trùng đường hô hấp, giúp phổi đào thải được các độc tố, tái tạo các tế bào khỏe mạnh ở trong phổi. Bây giờ thì các bạn sẽ sử dụng một cái bào và bào nhỏ phần gừng này các bạn nhé. Bài thuốc này là một bài thuốc rất hữu ích giúp bạn tăng cường hệ thống miễn dịch một cách tự nhiên. Lá chanh và gừng đã được chứng minh là một cách giúp phòng ngừa rất tuyệt vời bệnh cảm cúm, cảm lạnh cũng như tăng sức đề kháng cho cơ thể một cách rất tự nhiên. Nếu bạn uống thường xuyên vào bữa sáng khi bụng đói sẽ giúp bảo vệ bạn khỏi mọi bệnh tật. Không những vậy, bạn sẽ ngủ dễ dàng hơn. Nó cung cấp cho bạn một nguồn năng lượng cần thiết, tăng cường trao đổi chất và giúp hệ miễn dịch được khỏe mạnh hơn rất nhiều. Và đây là toàn bộ phần gừng mình có, mình sẽ để sang một bên nhé. Tiếp theo bạn sẽ cần chuẩn bị thêm nước, 300ml nước cho công thức này. Bây giờ thì các bạn sẽ chuẩn bị một cái nồi, sau đó cho toàn bộ phần lá chanh và gừng đã được cắt nhỏ vào. Sau đó đặt lên bếp và đun lên nhé. Đầu tiên các bạn hãy bật bếp ở chế độ nhiệt lớn để cho nước mau sôi hơn.
Loại trà này có đặc tính kháng khuẩn và kháng virus. Nó sẽ giúp cho bạn chống lại bệnh cảm cúm, nhiễm trùng đường hô hấp, giảm đau họng và duy trì sức khỏe của răng miệng, khiến hơi thở của mình được thơm mát hơn. Bên cạnh đó thì thức uống này cũng giúp thải độc gan, phổi. Không những vậy, nó còn giúp cho bạn có một hệ tiêu hóa rất khỏe mạnh. Khi nước bắt đầu sôi như thế này thì các bạn hãy giảm lửa nhỏ xuống và đun lửa liu riu trong khoảng thời gian là từ 10 đến 15 phút. Sau khi các bạn đã đun được 15 phút như thế này rồi thì bây giờ các bạn sẽ tắt bếp và ủ trà thêm từ 10 đến 15 phút nữa nhé. Bây giờ thì các bạn sẽ chuẩn bị thêm nước cốt chanh. Ở đây thì mình sẽ sử dụng nước cốt của 1/3 quả chanh. Mình sử dụng quả chanh vàng này nó rất là lớn nên mình sử dụng 1/3. Còn nếu như bạn sử dụng chanh xanh bình thường thì các bạn sử dụng 1/2 quả nhé. Chanh có chứa một lượng lớn vitamin C, giúp cho cơ thể của bạn xây dựng hệ thống miễn dịch một cách mạnh mẽ, cung cấp các chất chống oxy hóa, hỗ trợ sự sửa chữa và ngăn ngừa những tổn thương ở các tế bào khỏe mạnh trong cơ thể. Nước cốt chanh có chứa acid citric giúp làm loãng đờm, nhờ đó làm giảm rát họng, ho đờm và giảm các vướng ở cổ họng. Chanh có chứa nhiều tinh dầu khác có tác dụng làm dịu và làm mát cổ họng. Và đây là toàn bộ phần nước cốt chanh mình có, mình sẽ để sang một bên nhé. Tiếp nữa thì các bạn sẽ cần chuẩn bị thêm mật ong, do mật ong hoạt động như một loại thuốc làm dịu các màng nhầy ở cổ họng, kích thích giảm các cơn ho. Ngoài ra thì mật ong cũng có chứa các chất chống oxy hóa và một số các đặc tính kháng khuẩn khác, cho nên nó có vai trò rất quan trọng trong việc thúc đẩy quá trình điều trị ho. Và mình sẽ cần chuẩn bị một thìa mật ong cho công thức này. Bây giờ thì các bạn sẽ chuẩn bị thêm một cái ly và một cái rây lọc để lọc riêng phần bã của trà như thế này nhé. Đây là một thức uống rất tuyệt vời giúp bạn tăng cường hệ thống miễn dịch một cách hoàn toàn tự nhiên. Nó cũng được chứng minh là một phương pháp phòng ngừa tuyệt vời các bệnh về cảm cúm, cảm lạnh. Nếu bạn uống thường xuyên vào mỗi buổi sáng thì nó sẽ bảo vệ bạn khỏi mọi bệnh tật. Nó là một thần dược thực sự rất tốt cho sức khỏe và đã được chứng minh là có tác dụng nâng cao khả năng miễn dịch. Sau khi mà các bạn đã lọc xong như thế này rồi thì các bạn sẽ cho phần nước cốt chanh và mật ong vào và thưởng thức. Thức uống này uống ngon nhất khi nó còn ấm các bạn nhé. Và bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng hiệu quả thức uống này các bạn nhé. Các bạn sẽ sử dụng 2 ly, 1 ly 250ml vào buổi sáng và 1 ly 250ml vào buổi chiều, uống khi bụng đói. Nếu như các bạn ho nhiều thì một ngày các bạn có thể uống 3 ly như thế này. Sử dụng liên tục loại trà này trong 7 ngày, bạn sẽ thấy triệu chứng ho, khó thở và mệt biến mất. Hãy duy trì thức uống này từ 2 đến 3 buổi mỗi tuần để làm sạch phổi, khỏi khói thuốc, không khí ô nhiễm hay các độc tố. Từ đó giúp bạn có một hệ miễn dịch thật khỏe mạnh. Và đừng quên kết hợp với một chế độ ăn uống thật nhiều rau xanh, hoa quả, kết hợp vận động nhẹ nhàng để tăng cường trao đổi chất. Đặc biệt là các bạn nên tập thở vào và thở ra thật chậm ít nhất 10 phút mỗi ngày. Bạn sẽ thấy cơ thể khỏe mạnh lên rất nhiều. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Chúc bạn và gia đình thật nhiều sức khỏe. Nếu bạn thích video này, các bạn đừng quên bấm vào nút like và nút đăng ký để ủng hộ kênh tiếp tục phát triển. Hẹn gặp lại các bạn trong các video kế tiếp. Buổi tối trước khi đi ngủ, cứ uống thứ này cứu triệu người, hồi sinh gan thận, tuổi già chống đột quỵ. Xin kính chào cô chú anh chị và các bạn đang theo dõi trên kênh Handmade VN. Các bạn thân mến, nếu bạn yêu thích các phương pháp tự nhiên thì hẳn các bạn cũng sẽ rất yêu thích phương pháp chữa bệnh không dùng thuốc. Hiểu đúng và thực hành đúng sẽ giúp cho bạn có được sức khỏe, minh mẫn, trí tuệ ngay cả khi đã về già. Video này chia sẻ tới bạn một loại thảo dược trong nhà bếp mà có tác dụng vô cùng lớn với sức khỏe, đó chính là nghệ. Nghệ là thực phẩm rất tuyệt vời với mọi khía cạnh sức khỏe của chúng ta. Nó rất nổi tiếng vì có chứa curcumin, một hóa thực vật có đặc tính chống viêm. Nghệ là tài sản quý đặc biệt cho các
căn bệnh như lupus, viêm não, cholesterol cao, ung thư, viêm phổi. Nếu như bạn chưa từng thử thức uống này, hãy thử nó một lần trong đời. Thức uống tuyệt vời này giúp bạn hồi sinh gan thận, tuổi già chống đột quỵ. Vậy cụ thể cách làm thức uống này như thế nào? Công dụng của nó với sức khỏe ra sao? Những lưu ý khi sử dụng thức uống này là gì? Thì mời bạn cùng theo dõi trong video ngày hôm nay. Nghệ được xem là một loại thực phẩm cực kỳ tốt cho sức khỏe. Tác dụng đầu tiên phải kể đến của nghệ đó chính là ngăn ngừa chứng viêm. Nghệ là một trong số những thực phẩm có công dụng rất tốt cho sức khỏe nhờ chứa hoạt chất chống viêm, có tác dụng ngăn ngừa và điều trị các bệnh mãn tính như hen suyễn, bệnh tim, sự lão hóa sớm. Hơn thế nữa, hợp chất curcumin có trong nghệ còn chữa trị các cơn đau khác nhau do chứng viêm như viêm khớp dạng thấp, viêm loét đại tràng, thậm chí là đau nhức cơ bắp sau khi tập luyện. Hoạt chất curcumin có dược tính tương tự như các loại thuốc hydrocortisone và phenylbutazone được dùng để giảm viêm thấp khớp, sưng viêm đường ruột, ngăn ngừa bệnh đái tháo đường, phòng tránh bệnh tim mạch, đột quỵ do các mảng bám trên thành động mạch gây ra. Tác dụng thứ hai phải kể đến của nghệ đó chính là phòng ngừa bệnh ung thư. Một số nghiên cứu cho thấy bột nghệ có chứa hoạt chất curcumin có tác dụng ngăn chặn sự hình thành và phát triển của các tế bào ung thư, từ đó giúp phòng ngừa ung thư hiệu quả. Hơn thế nữa, curcumin có trong bột nghệ còn có thể phá hủy các tế bào gây nên bệnh ung thư tiền liệt tuyến. Khi được cơ thể hấp thụ sẽ làm giảm đi sự hình thành các khối u, tế bào di căn, đồng thời nó hỗ trợ các loại thuốc đặc hiệu tiêu diệt các tế bào ung thư hiệu quả hơn. Đây thực sự là một thực phẩm tuyệt vời ngăn ngừa ung thư một cách tự nhiên nhất. Nó cũng được biết đến với tác dụng đó là cải thiện sức khỏe của gan. Nghệ từ lâu đã được biết đến nhờ vào khả năng thanh lọc máu và giúp giải độc các độc tố tích tụ trong cơ thể do quá trình ăn uống hay tác động của môi trường một cách dễ dàng nhất. Đặc biệt, nghệ giúp tăng lượng mật và làm thanh lọc gan, giúp trẻ hóa các tế bào gan và tiếp thêm năng lượng để cho chúng loại bỏ các độc tố. Hơn nữa, nghệ có khả năng tăng cường sinh lực và cải thiện lưu thông máu tốt hơn. Với tác dụng cải thiện chức năng gan, thức uống này thực sự là một loại thuốc bổ rất phổ biến với những người đang mắc chứng bệnh suy gan. Và đây cũng là một trong những loại thực phẩm tự nhiên có trong hầu hết các công thức thuốc kháng sinh tự nhiên nổi tiếng trên thế giới. Tác dụng thứ tư phải kể đến của nghệ đó là tăng cường hệ miễn dịch. Câu hỏi đặt ra là uống thức uống này có tác dụng gì đối với hệ miễn dịch hay không? Thì theo các chuyên gia, các hoạt chất chống oxy hóa và chống viêm trong bột nghệ có khả năng tăng cường hệ thống miễn dịch cho cơ thể nếu như bạn sử dụng thường xuyên và đúng liều lượng. Điều tuyệt vời từ tác dụng của nghệ đối với sức khỏe đó là nhờ vào khả năng kháng khuẩn, kháng vi trùng và kháng các loại nấm có hại cho cơ thể, từ đó giúp cho cơ thể của bạn tăng hệ miễn dịch hiệu quả hơn một cách tự nhiên và lành mạnh. Với công thức này, mình sẽ sử dụng một thìa cà phê bột nghệ. Và nguyên liệu thứ hai cần chuẩn bị cho công thức này đó chính là hạt tiêu. Bạn đã bao giờ sử dụng loại hạt này bao giờ chưa? Nếu chưa sử dụng nó thì hãy cân nhắc để sử dụng loại gia vị tuyệt vời trong nhà bếp này nhé. Hạt tiêu đen hay còn gọi là hồ tiêu được sử dụng liều nhỏ để làm tăng dịch vị, dịch tụy. Người ta còn sử dụng hạt tiêu để chữa các bệnh về khớp chẳng hạn như viêm khớp, kích thích trí não, trị đau các bệnh thần kinh và bệnh ghẻ. Và hồ tiêu còn được sử dụng để sát trùng, tiêu ký sinh trùng và đuổi sâu bọ. Các nghiên cứu cho thấy rằng piperine, hoạt chất dược tính được tìm thấy trong hồ tiêu, có tác dụng ngăn chặn sự tăng trưởng của các tế bào ung thư vú. Với công thức này, mình sẽ cần sử dụng 1/2 thìa cà phê tiêu như thế này, tương đương với 1 gram tiêu xay. Hạt tiêu rất tốt cho sức khỏe nhưng không nên vượt quá 1,5 gram trên ngày, bởi vì khi sử dụng liều lượng lớn, hạt tiêu có thể gây kích thích niêm mạc dạ dày, gây sung huyết và viêm cục bộ, gây sốt, viêm đường tiểu tiện, đi đái ra máu. Piperine và piperidine độc ở liều cao sẽ làm tăng huyết áp, làm tê liệt hệ hô hấp và một số dây thần kinh. Chính vì vậy mà các bạn hãy sử dụng liều lượng như mình chia sẻ thôi nhé. Bây giờ các bạn sẽ chuẩn bị một cái nồi và cho toàn bộ phần nguyên liệu vào nồi. Thêm vào đó là 300ml nước. Khuấy đều, đặt lên bếp và đun sôi trong 5 phút. Hỗn hợp này có tác dụng rất tốt trong việc phòng các bệnh về tim mạch. Khi uống thức uống này, bạn sẽ cung cấp thêm một lượng chất chống oxy hóa, chống viêm cùng một nguồn curcumin dồi dào, rất hiệu quả trong việc ngăn ngừa các bệnh về tim mạch, một trong những căn bệnh gây tử vong nhiều nhất thế giới. Ngoài ra, nó còn giúp bạn cải thiện chức năng của tế bào nội mô, điều chỉnh huyết áp và chứng rối loạn đông máu.
Bên cạnh đó, nồng độ cholesterol cao là một trong những nguyên nhân gây ra các chứng bệnh như tăng huyết áp hay các bệnh liên quan đến tim mạch. Tuy nhiên, các bạn không cần quá lo lắng vì chỉ cần sử dụng hỗn hợp này thường xuyên mỗi tuần, nó sẽ giúp cho bạn giảm một lượng đáng kể cholesterol xấu trong cơ thể, ngăn chặn sự phát triển của bệnh xơ vữa động mạch và tình trạng tắc nghẽn mạch máu rất tốt. Sau khi phần nước đã sôi được 5 phút như thế này, các bạn hãy tắt bếp và cho ra ly, sau đó để cho nó nguội bớt nhé. Thức uống này các bạn có thể sử dụng ngay sau khi sử dụng, nhưng nếu muốn ngon hơn thì các bạn chờ nó nguội thêm một chút rồi cho thêm một thìa cà phê mật ong. Trong lúc chờ đợi, mình sẽ đi chuẩn bị thêm một chút nước cốt chanh. Tác dụng của chanh đa phần đến từ hàm lượng dinh dưỡng rất dồi dào của nó. Một quả chanh tươi như thế này có chứa rất nhiều các hợp chất hoạt tính có chức năng như là chất chống oxy hóa trong cơ thể. Những hoạt chất này có khả năng chống oxy hóa bao gồm flavonoid, neumonoid, camphorol, quercetin và acid ascorbic. Các gốc tự do là tác nhân làm hỏng các tế bào khỏe mạnh của cơ thể. Khi các tế bào này bị tấn công thì nguy cơ mắc các bệnh mãn tính như chẳng hạn như là bệnh tim, đái tháo đường và nhiều loại ung thư. Chất chống oxy hóa là những hợp chất rất quan trọng giúp bảo vệ các tế bào khỏi các gốc tự do. Và đây là toàn bộ phần nước cốt chanh mình có, mình sẽ để sang một bên nhé. Mật ong là một chất tạo ngọt tự nhiên, chứa các loại kháng sinh tự nhiên và rất giàu các hoạt chất chống oxy hóa, giúp ngăn ngừa nhiễm trùng đường hô hấp. Thức uống này rất hữu ích với những ai thường xuyên phải làm việc căng thẳng, lớn tuổi, nó sẽ giúp bảo vệ não bộ được khỏe mạnh, thúc đẩy tăng cường các yếu tố ảnh hưởng đến thần kinh, bắt nguồn từ não. Đây là loại hormone chịu trách nhiệm phát triển và duy trì các tế bào thần kinh, cải thiện chức năng nhận thức và ghi nhớ của bộ não. Bên cạnh đó thì khi bạn sử dụng thường xuyên thức uống này, nó còn giúp bạn ngăn ngừa bệnh Alzheimer, chứng suy giảm nhận thức hay mất trí nhớ ở người già nhờ các hợp chất chống oxy hóa và chống viêm hiệu quả. Câu hỏi đặt ra ở đây đó là uống thức uống này vào thời điểm nào là thích hợp nhất? Thì thời điểm thích hợp nhất để uống thức uống này đó chính là khi dạ dày trống rỗng, chẳng hạn như vào buổi sáng sớm khi bạn vừa thức dậy hoặc trước khi ăn 30 phút. Bạn chỉ nên uống tối đa 3 ly trên một tuần và mỗi lần từ 250 đến 300ml. Tuy có nhiều giá trị cho sức khỏe, tuy nhiên bạn cũng cần một vài lưu ý khi sử dụng. Thứ nhất đó là không sử dụng hỗn hợp này cùng lúc với thuốc tây để tránh ảnh hưởng đến hồng cầu. Thứ hai, các bạn chỉ nên sử dụng một lượng vừa đủ để có hiệu quả tốt nhất. Thứ ba, đó là đối với phụ nữ đang kỳ đèn đỏ, đang bị rong kinh thì nên hạn chế uống thức uống này, bởi thức uống này có tác dụng khai thông máu. Đối với những người bị đau dạ dày thì bạn nên pha một ly như thế này kết hợp cùng với mật ong uống mỗi ngày trước bữa ăn để có hiệu quả cao hơn. Trên đây là cách sử dụng nghệ để tốt cho sức khỏe. Các bạn đã bao giờ thử sử dụng thức uống này hay chưa? Hãy chia sẻ cách mà bạn thường làm với nghệ ở phía dưới phần bình luận để mọi người cùng được biết nhé. Nếu các bạn thấy video này hữu ích, đừng quên chia sẻ nó tới người thân, bạn bè để cùng nhau chăm sóc sức khỏe gia đình. Nếu các bạn yêu thích Handmade VN, các bạn cũng có thể gửi tặng ekip thực hiện một ly cà phê bằng nút Super 10 hình trái tim ngay bên dưới màn hình. Uống mật ong theo cách này chữa cả đống bệnh, sống khỏe, sống thọ hơn trăm tuổi. Mật ong vốn được xem là một món quà tuyệt vời mà thiên nhiên đã ưu ái, ban tặng cho con người. Nó đã được sử dụng trong các bài thuốc chữa bệnh của cả Đông y lẫn Tây y. Đây còn là một loại dưỡng chất được các nhà khoa học gọi là siêu thực phẩm bởi những giá trị chữa bệnh nổi trội cũng như việc chăm sóc và bảo vệ sức khỏe, sắc đẹp cho chị em phụ nữ. Vậy uống mật ong có tác dụng gì? Và điều gì sẽ xảy ra nếu như chúng ta uống mật ong mỗi ngày? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu trong video ngày hôm nay. Trước hết hãy cùng mình tìm hiểu về những lợi ích tuyệt vời mà mật ong mang lại cho chúng ta. Mật ong là một chất lỏng ngọt ngào được tạo bởi những con ong sử dụng mật từ hoa. Có khoảng 320 loại mật ong khác nhau về màu sắc, mùi và hương vị. Mật ong chứa thành phần chủ yếu là đường cũng như hỗn hợp các axit amin, vitamin, khoáng chất, sắt, kẽm, các chất chống oxy hóa. Nó thường được sử dụng như một chất làm ngọt trong thực phẩm cũng như sử dụng
trong một số loại thuốc. Đầu tiên phải kể đến là mật ong sẽ giúp cho tim mạch khỏe mạnh. Mật ong là một loại thực phẩm rất giàu phenol và các hợp chất chống oxy hóa khác. Nhiều trong số các chất này có khả năng làm giảm nguy cơ mắc các bệnh lý về tim mạch. Các hợp chất chống oxy hóa giúp giãn các động mạch trong tim và làm tăng lưu lượng máu đến tim, cũng có thể giúp ngăn ngừa sự hình thành các cục máu đông, nguyên nhân gây ra các cơn đau tim và đột quỵ. Uống một ly nước với một vài thìa mật ong sẽ đủ để ngăn chặn sự hình thành cục máu đông. Một nghiên cứu đã được tiến hành liên quan đến 25 người đàn ông từ 18 đến 70 tuổi khi sử dụng một ly nước lớn với 4 thìa mật ong trong đó. Sau khi uống thức uống này trong một thời gian dài thì người ta ghi nhận rằng những người đàn ông này đã tăng lưu lượng máu đến tim. Và bạn biết không, mật ong còn rất tốt trong việc tăng cường trí nhớ nhờ chất acetylcholine. Công dụng của mật ong đã được chứng minh là hỗ trợ tăng cường trí nhớ. Nghiên cứu ở những người phụ nữ sau mãn kinh khi được sử dụng mật ong trong vài tuần, những kết quả khả quan trong việc cải thiện trí nhớ ngắn hạn và dài hạn. Ngoài ra thì loại mật ngọt này cũng mang lại tác dụng tương đối với những phụ nữ trong thời kỳ mãn kinh. Và đây là một trong những loại thực phẩm rất tuyệt vời giúp ngăn ngừa trào ngược dạ dày thực quản. Một bài viết trên tạp chí Prestige Medical Journal thuộc Đại học Y ở Kamoji, Ấn Độ đã khẳng định rằng mật ong với độ kết dính gần 126 lần cao hơn độ kết dính của nước, phủ kín thành đường tiêu hóa, từ đó tạo rào cản ngăn ngừa chứng trào ngược dạ dày thực quản. Không những vậy, nó còn là một trong những loại thực phẩm giúp bạn giảm mức cholesterol xấu. Bạn biết không, nếu như nồng độ cholesterol xấu LDL trong máu cao là một trong các yếu tố ảnh hưởng rất lớn đến việc làm tăng nguy cơ mắc các bệnh lý về tim mạch. Nó là nguyên nhân chính gây ra chứng xơ vữa động mạch. Chất béo tích tụ trong các động mạch có thể gây ra các cơn đau tim và đột quỵ. Mật ong có tác dụng cải thiện mức cholesterol bằng cách làm giảm cholesterol LDL toàn phần và tăng đáng kể lượng cholesterol tốt HDL. Một nghiên cứu ở 55 bệnh nhân đã so sánh khi sử dụng mật ong với đường ăn và thấy rằng mật ong làm giảm 5,8% LDL, tăng 3,3% cholesterol HDL, giúp giảm cân nhẹ ở mức 1,3%. Hơn thế nữa, đây là một loại thực phẩm giúp cho bạn ngăn ngừa các bệnh lý về ung thư. Nói đến các loại thực phẩm chứa nhiều chất chống oxy hóa thì không thể bỏ qua được công dụng tuyệt vời của mật ong. Những chất này giúp ngăn chặn sự hình thành và lây lan của các tế bào ung thư. Mật ong cũng có tác dụng hỗ trợ điều trị các bệnh liên quan, chẳng hạn như là ung thư thận, ung thư phổi. Bây giờ, chúng ta hãy cùng tiếp tục tìm hiểu nên uống mật ong vào thời điểm nào là tốt nhất. Uống mật ong hàng ngày thì có tốt hay không? Đây là câu hỏi của rất nhiều người trong chúng ta quan tâm. Vì theo quan niệm thì mật ong có vị ngọt, chắc chắn sẽ chứa hàm lượng đường rất cao. Vậy nên nếu uống thường xuyên thì có thể gây tác dụng phụ như là tăng cân, khó tiêu hay không? Nhưng bạn biết không, mật ong là một thức uống có thể uống vào bất cứ thời điểm nào trong ngày. Nhưng nên uống vào những thời điểm cụ thể để đạt được tối đa những lợi ích sức khỏe từ mật ong đem lại. Dưới đây là 6 thời điểm thích hợp nhất để sử dụng mật ong. Thứ nhất, đó là uống mật ong vào buổi sáng. Buổi sáng là một thời điểm tốt nhất để có thể sử dụng mật ong. Nó giúp cho bạn tăng cường năng lượng và duy trì hoạt động của cơ thể. Uống mật ong vào buổi sáng không chỉ tốt cho làn da mà nó còn có rất nhiều các lợi ích sức khỏe, bao gồm như là giúp làm sạch dạ dày, đồng thời giúp cơ thể đào thải độc tố. Mật ong là một thực phẩm giàu năng lượng, do đó nó có thể loại bỏ cảm giác mệt mỏi, bụng đói nếu như sử dụng vào sáng sớm. Với những người cao tuổi thì uống một cốc nước ấm pha cùng với một thìa cà phê mật ong vào buổi sáng sẽ thúc đẩy nhu động ruột, giúp dễ đại tiện hơn. Ngoài ra thì uống mật ong vào buổi sáng còn giúp hỗ trợ giảm cân, cải thiện hệ tiêu hóa và đặc biệt là tốt cho những người có bệnh về dạ dày. Thời điểm thứ hai, đó là uống mật ong vào buổi tối. Trong mật ong có chứa rất nhiều các khoáng chất tự nhiên và vitamin giúp tăng cường sức đề kháng cho người sử dụng. Sau một ngày làm việc mệt mỏi và căng thẳng thì uống một cốc nước ấm pha một chút mật ong vào buổi tối sẽ kích thích tinh thần, giúp tỉnh táo hơn, xua tan mệt mỏi. Thời điểm thứ ba, đó là bạn cũng có thể uống mật ong trước khi đi ngủ. Uống mật ong vào buổi tối trước khi đi ngủ sẽ giúp cho bạn hạn chế tình trạng mất ngủ, giảm bớt căng thẳng và có được một giấc ngủ ngon hơn. Một cốc nước ấm pha cùng với mật ong thêm một chút chanh tươi có thể giúp cơ thể của bạn thải độc tố ra bên ngoài, hệ bài tiết của cơ thể sẽ hoạt động tốt hơn. Ngoài ra thì uống mật ong trước khi đi ngủ còn hỗ trợ giảm nguy cơ mắc đái tháo đường type 2, hỗ trợ điều trị trào ngược dạ dày, thực quản, hạ huyết áp.
Thói quen sử dụng mật ong trước khi ngủ còn giúp hỗ trợ giảm cân vì cơ thể sẽ bắt đầu đốt nhiều chất béo hơn vào ban đêm. Mỗi một cốc nước ấm pha mật ong nguyên chất chỉ chứa 64 calo sẽ giúp cho bạn cảm giác no suốt cả đêm. Thứ tư, đó là uống mật ong trước bữa ăn. Uống một cốc nước ấm mật ong trước bữa ăn 30 phút có thể hỗ trợ ức chế tiết axit dạ dày, do đó làm giảm kích thích niêm mạc dạ dày. Đối với những người bị viêm loét dạ dày thì việc uống một cốc nước ấm cùng với mật ong mỗi ngày, 10ml mật ong pha với 200ml nước ấm, sau một thời gian thì tình trạng viêm sẽ giảm rất đáng kể. Thứ năm, đó là uống mật ong sau bữa ăn. Những lợi ích trị bệnh của mật ong có thể bạn chưa biết. Đó là uống mật ong sau bữa ăn từ 1 đến 2 giờ giúp tăng cường vai trò của nhu động ruột, có thể thúc đẩy bài tiết axit dạ dày bình thường, rút ngắn thời gian đại tiện một cách đáng kể, giúp hạn chế bớt được những tác động xấu của những thức ăn bữa tối khi chúng ta ăn quá nhiều. Và thứ 6, đó là uống mật ong để trị ho, cảm lạnh. Mật ong có chứa hàm lượng lớn chất kháng viêm, kháng khuẩn, được coi là một trong những vị thuốc kháng sinh tự nhiên rất tốt, giúp ngăn ngừa các virus, vi khuẩn gây bệnh. Đồng thời thì mật ong cũng có tác dụng làm ấm và làm dịu cổ họng, giảm ho, long đờm hiệu quả. Mật ong thường được sử dụng để điều trị trong trị ho và cảm lạnh tại nhà, do chúng có đặc tính kháng khuẩn rất mạnh, giúp làm giảm đau họng và làm dịu cơn ho. Có thể sử dụng trà mật ong cùng với một chút nước cốt chanh hay siro mật ong hấp lá hẹ mật ong, húng chanh hấp mật ong, tắc hấp mật ong, chanh ngâm mật ong. Nên uống vào buổi sáng và tối trước khi đi ngủ để có công dụng tốt nhất. Trên đây là những tác dụng khi sử dụng mật ong thường xuyên và những thời điểm thích hợp nhất để sử dụng mật ong. Bạn có hay sử dụng mật ong theo cách này hay không? Và bạn thường sử dụng mật ong vào thời điểm nào trong ngày? Hãy chia sẻ cách mà bạn thường làm ở phía dưới phần bình luận của video này để mọi người cùng được biết nhé. Về già cứ ăn bí ngô kiểu này, cải thiện thị lực, hiệu quả tốt gấp vạn lần thuốc bổ đắt tiền. Mắt mờ, mắt kém đến đâu cũng sáng rực trở lại. Nhắc tới rau củ quả thì đúng là một phần không thể thiếu được trong cuộc sống của mỗi con người chúng ta, đúng không nào? Và đặc biệt nó còn được ví như liều thuốc tự nhiên, giúp bồi bổ mắt và cải thiện thị lực. Thế nhưng không phải ai cũng biết hết tất cả các loại rau củ quả tốt cho mắt. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ chia sẻ tới các bạn một thức uống rất mạnh mẽ. Nó được mệnh danh là nữ hoàng hồi sinh cho đôi mắt. Mắt mờ, mắt kém đến mấy cũng sáng rực trở lại. Vậy cụ thể cách làm thức uống này như thế nào? Thì xin mời bạn cùng tìm hiểu trong video ngày hôm nay. Nguyên liệu đầu tiên cho công thức ngày hôm nay mình sử dụng đó chính là bí đỏ. Mình cần sử dụng 180g bí đỏ. Bạn sẽ cần sử dụng số lượng tùy thuộc vào nhu cầu của gia đình. Với cách làm này sẽ đủ cho 3 suất ăn. Bây giờ các bạn hãy đem gọt sạch phần vỏ của bí đỏ như thế này nhé. Bí đỏ được biết đến với tác dụng là bảo vệ thị lực. Tình trạng thị lực giảm dần theo tuổi tác xảy ra khá phổ biến ở bất cứ ai. Bí đỏ là một thực phẩm rất dồi dào các chất dinh dưỡng có liên quan đến bảo vệ thị lực khi bạn lớn tuổi hơn. Thiếu vitamin A là nguyên nhân rất phổ biến dẫn đến mù lòa. Bí đỏ chứa hàm lượng cao beta-carotene cung cấp cho cơ thể của bạn vitamin A. Các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng người có lượng beta-carotene cao có nguy cơ thấp mắc phải đục thủy tinh thể. Bí đỏ cũng là một trong những nguồn thực phẩm chứa nhiều lutein và zeaxanthin, là hai hợp chất có liên quan đến nguy cơ thoái hóa điểm vàng, liên quan đến tuổi tác và đục thủy tinh thể. Ngoài ra thì bí đỏ còn có chứa một lượng lớn vitamin C và vitamin E rất tốt cho cơ thể và nó có chức năng như chất chống oxy hóa và có thể ngăn chặn các gốc tự do gây tổn hại cho các tế bào mắt của bạn. Bí đỏ còn được biết đến với công dụng là làm giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính. Các gốc tự do là phân tử được tạo ra bởi quá trình trao đổi chất của cơ thể. Những chất này có vai trò rất quan trọng trong việc tiêu diệt vi khuẩn có hại. Tuy nhiên, khi các gốc tự do được tạo ra quá mức trong cơ thể của bạn, thì sẽ xảy ra trạng thái gọi là stress oxy hóa, có liên quan đến các bệnh mãn tính, bao gồm như bệnh tim hay ung thư. Bí đỏ có chứa các chất chống oxy hóa như alpha-carotene, beta-carotene và beta-cryptoxanthin. Đây là những chất có thể vô hiệu hóa các gốc tự do, ngăn chặn chúng làm hỏng các tế bào của bạn. Và bí đỏ còn được biết đến với tác dụng là tăng cường sức đề kháng. Bí đỏ chứa các chất dinh dưỡng có thể tăng cường hệ thống miễn dịch của bạn.
Bí đỏ chứa hàm lượng beta-carotene cao, chất này được chuyển hóa trong cơ thể thành vitamin A. Và vitamin A có thể tăng cường hệ thống miễn dịch của bạn và giúp chống lại nhiễm trùng. Ngược lại, những người bị thiếu vitamin A có thể có hệ thống miễn dịch yếu hơn. Và trong bí đỏ cũng rất giàu vitamin C, nó đã được chứng minh là có khả năng làm tăng sản xuất các tế bào bạch cầu, giúp các tế bào miễn dịch hoạt động hiệu quả hơn và làm lành vết thương nhanh hơn. Và loại quả này còn rất đặc biệt, đó là nó có công dụng giúp chống bệnh tiểu đường. Bí đỏ có khả năng giúp kiểm soát bệnh tiểu đường rất hiệu quả. Các hợp chất thực vật có trong bí đỏ có thể giúp hấp thụ gluco vào các mô và ruột, cũng như cân bằng mức độ gluco của gan. Bí đỏ có liên quan đến khả năng làm giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường type 2. Các nhà nghiên cứu cho rằng các hợp chất có trong bí đỏ có thể được chế tạo thành thuốc chống tiểu đường. Và đây là toàn bộ phần bí đỏ mình có, mình sẽ để sang một bên nhé. Tiếp theo thì mình sẽ cần chuẩn bị thêm 30g mè trắng. Các bạn cũng có thể sử dụng mè đen nếu như không có mè trắng nhé. Mè khi kết hợp cùng với bí đỏ sẽ giúp cho bạn cải thiện được sức khỏe của tim mạch. Hợp chất này rất giàu lượng kali, vitamin C và hàm lượng chất xơ cao. Các nghiên cứu cũng đã chỉ ra rằng những người có hàm lượng kali cao thường có huyết áp thấp hơn và giảm nguy cơ đột quỵ. Đây là hai yếu tố dẫn đến nguy cơ của bệnh tim. Hợp chất này cũng có chứa nhiều chất chống oxy hóa cho cholesterol LDL ra khỏi quá trình oxy hóa. Khi cholesterol LDL bị oxy hóa, có thể đóng cục dọc theo thành mạch máu. Điều này có thể hạn chế các mạch máu của bạn và làm tăng nguy cơ mắc các bệnh lý về tim mạch. 30g mè trắng. Bạn hãy đem rang phần mè này lên nhé. Rang ở lửa nhỏ, vừa phải đến khi nó vàng lên là được. Bạn biết không, mè là một trong các thực phẩm rất tốt cho hệ tiêu hóa. Mè là thực phẩm chứa nhiều chất xơ, lượng chất xơ khuyến nghị hàng ngày là từ 25 đến 30 gram. Chất xơ sẽ làm chậm tốc độ hấp thụ đường vào máu cũng như thúc đẩy nhu động ruột thường xuyên và tiêu hóa trơn tru hơn. Ngoài ra thì công dụng của mè có thể giúp bạn làm giảm nguy cơ ung thư ruột kết. Với hàm lượng vitamin và khoáng chất, chất chống oxy hóa cao thì công dụng của mè có thể giúp bạn tăng cường hệ thống miễn dịch, bảo vệ thị lực, làm giảm nguy cơ mắc một số bệnh ung thư và tăng cường sức khỏe của trái tim, làn da. Bạn hãy kết hợp thức uống này cùng với chế độ ăn uống của mình để nhận được những lợi ích sức khỏe mà loại thực phẩm này đem lại nhé. Tiếp theo thì mình sẽ cần chuẩn bị thêm táo đỏ. Những tác dụng của táo đỏ hầu hết đến từ thành phần dinh dưỡng bên trong. Nó có chứa nhiều hợp chất chống oxy hóa. Đặc biệt, đây là một nguồn cung cấp rất phong phú các hợp chất như flavonoid, polysaccharide và acid chytopenic. Bên cạnh đó thì trong táo đỏ còn có chứa nhiều vitamin và khoáng chất ít calo, giàu các loại chất khoáng như phosphor, canxi, magie và một lượng vitamin B phức hợp nhất định. Quả táo đỏ đã được sử dụng như một vị thuốc trong y học cổ truyền. Với công thức này mình sẽ cần sử dụng 5 quả táo đỏ. Bạn hãy đem rửa sạch phần táo đỏ này đi nhé. Táo đỏ được biết đến với tác dụng hỗ trợ điều trị mất ngủ, do trong nó có chứa hợp chất phenolic và flavonoid có tác dụng làm dịu hệ thần kinh. Chính vì vậy mà táo đỏ có tác dụng như một loại thuốc an thần tự nhiên. Chất saponin và flavonoid hay polysaccharide có trong táo đỏ cũng đã được chứng minh có tác dụng an thần. Nhờ đó mà công dụng của táo đỏ giúp cho bạn ngủ ngon hơn. Bây giờ các bạn hãy cắt phần táo đỏ này ra thành những phần nhỏ nhé. Táo đỏ được biết đến là một loại quả rất giàu các chất chống oxy hóa và vitamin C. Nhờ chứa nhiều chất chống oxy hóa và vitamin C nên táo đỏ có khả năng chống lại các gốc tự do, ngăn ngừa các loại bệnh mãn tính, tăng cường hệ miễn dịch và chống viêm cho cơ thể. Một nghiên cứu trên động vật cho thấy flavonoid có trong táo đỏ còn giúp giảm căng thẳng và viêm nhiễm ở gan. Táo đỏ còn được biết đến với chức năng hỗ trợ tăng cường trí nhớ. Các nghiên cứu lâm sàng cho thấy chiết xuất của táo đỏ có thể cải thiện trí nhớ và giúp bạn bảo vệ các tế bào não, thúc đẩy trí nhớ được tốt hơn. Và những tác dụng này của táo đỏ là nhờ vào hợp chất chống oxy hóa và chất chống viêm, chống lại stress oxy hóa gây hại cho não. Đây là toàn bộ phần táo đỏ mình có. Bây giờ mình sẽ cho toàn bộ phần táo đỏ và các nguyên liệu mình đã chuẩn bị vào một cái nồi. Thêm vào đó là 800ml nước. Đặt lên bếp và đun.
Các bạn sẽ đun 20 phút tính từ lúc nước sôi, sau đó tắt bếp nhé. Thức uống này có chứa nhiều carotenoid, là những hợp chất có hoạt động như chất chống oxy hóa. Điều này giúp cho việc vô hiệu hóa các gốc tự do, có thể bảo vệ cơ thể của bạn chống lại một số bệnh ung thư. Cho toàn bộ hỗn hợp vào máy xay và xay thật nhuyễn. Nhiều nghiên cứu cho thấy rằng những người có lượng alpha-carotene và beta-carotene cao sẽ có nguy cơ thấp hơn mắc các bệnh ung thư dạ dày. Tương tự, nhiều nghiên cứu khác cũng đã phát hiện ra rằng những người có hàm lượng carotenoid cao có nguy cơ mắc bệnh viêm họng, tụy, ung thư vú và các bệnh ung thư khác thấp hơn. Mỗi tuần các bạn nên sử dụng từ 2 đến 3 ly thức uống như thế này. Các bạn có thường hay sử dụng bí đỏ hay không? Và bạn thường hay sử dụng bí đỏ theo cách như thế nào? Hãy chia sẻ ở phía dưới phần bình luận cách mà các bạn thường làm để mọi người cùng được biết nhé. Nếu các bạn thích video này, các bạn đừng quên bấm vào nút like, bấm đăng ký và bấm vào quả chuông để nhận các thông báo về video mới nhất của Handmade VN. Nếu bạn thích cách làm này, bạn cũng có thể gửi tặng ekip thực hiện một ly cà phê bằng nút Super 10 hình trái tim ngay bên dưới màn hình. Gan là một trong những cơ quan đóng vai trò rất quan trọng trong quá trình chuyển hóa các chất, tổng hợp protein, thải độc tố và hỗ trợ tiêu hóa thức ăn nhờ sản sinh ra dịch mật. Bạn có biết gan còn là tuyến bộ phận lớn nhất trong cơ thể và phải chăm chỉ thực hiện hơn 500 chức năng nhiệm vụ mỗi ngày để duy trì sự sống. Nó làm việc cật lực cả ngày lẫn đêm vì bạn mà chưa có bất cứ cơ quan nhân tạo nào có thể thay thế được. Gan của chúng ta đang bị đe dọa bởi môi trường sống ô nhiễm, đồ ăn, thức uống có chứa nhiều độc tố. Một phương pháp hoàn toàn tự nhiên để làm sạch gan, sử dụng hỗn hợp này trong 7 ngày liên tiếp, các chất độc trong gan sẽ được rửa sạch. Bạn đang tự hỏi làm thế nào để có thể làm sạch gan trong 7 ngày đúng hay không? Thức uống đó là gì? Cách làm nó như thế nào và nó có tác dụng gì đối với sức khỏe tổng thể hay không? Thì mời bạn cùng theo dõi trong video ngày hôm nay. Có rất nhiều các thông tin hữu ích về sức khỏe sẽ chia sẻ tới bạn. Và bây giờ chúng ta cùng bắt đầu. Nguyên liệu đầu tiên cho công thức ngày hôm nay đó chính là gừng. Gừng giúp bạn giải độc gan. Loại củ cay này là một công cụ tự nhiên rất nổi tiếng để giải độc gan nhiễm mỡ và làm sạch toàn bộ cơ thể. Mình sẽ cần sử dụng 20g gừng tươi cho công thức này. Gừng là một loại thảo mộc được sử dụng khi bạn mắc các chứng bệnh như là viêm tụy, sỏi mật, mệt mỏi tuyến thượng thận, các bệnh về gan, khó thở, mất ngủ, cảm cúm, cảm lạnh, các bệnh về tuyến giáp, viêm khớp, đau nhức xương khớp. Bây giờ các bạn sẽ gọt bỏ phần vỏ của gừng như thế này nhé. Gừng là một loại cây đã được sử dụng trong chữa bệnh tự nhiên trong nhiều thế kỷ, do đó nó được đánh giá cao trong Ayurveda và y học thay thế. Từ thời cổ đại, người ta đã biết rằng loại cây này có tác dụng giảm đau và đẩy nhanh quá trình chữa lành các vết thương do cảm lạnh. Ngoài ra thì nó còn là một loại thảo mộc tự nhiên rất tuyệt vời để giải độc cơ thể. Điều này là do chất gingerol mang lại vị cay cho gừng, nhưng cũng đã được chứng minh là một chất chống oxy hóa rất tuyệt vời. Gừng giúp bạn xoa dịu những cơn co thắt ở gan, điều chỉnh nhiệt độ của gan và nó có thể khiến gan nóng lên, thoát khỏi tình trạng tắc nghẽn hoặc làm mát gan đang quá nóng và lấy lại được sự cân bằng tùy thuộc vào nhu cầu của gan tại thời điểm đó. Bây giờ các bạn hãy đem phần gừng này đi bào thật nhỏ nhé. Gừng rất hữu ích với lá gan nhiễm mỡ, máu nhiễm mỡ. Và đây là toàn bộ phần gừng mình có, mình sẽ để vào một cái đĩa và để sang một bên nhé. Tiếp theo đó chính là tỏi. Tỏi loại bỏ mọi chất béo và độc tố, một thành phần rất mạnh mẽ khác trong quả bom vitamin này sẽ làm sạch cơ thể bạn khỏi mọi độc tố có hại. Chúng ta sẽ cần sử dụng 5 tép tỏi, các bạn hãy cắt bỏ phần đầu và phần đuôi của tép tỏi như thế này nhé, thì việc bóc tỏi sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Tỏi là một trong những loại kháng sinh tự nhiên rất hữu ích cho sức khỏe. Nó có khả năng kháng virus, vi khuẩn, kháng nấm, chống ký sinh trùng, giàu hóa thực vật allicin, một hợp chất lưu huỳnh ngăn ngừa bệnh tật. Tỏi được sử dụng để hỗ trợ điều trị các bệnh liên quan đến tim và hệ tuần hoàn, chẳng hạn như tăng huyết áp, hạ huyết áp, tăng cholesterol, thừa cholesterol, bệnh tim mạch vành, nhồi máu cơ tim, giảm lưu lượng máu do hẹp động mạch và xơ vữa động mạch.
Nó cũng là một trong các loại thực phẩm rất tuyệt vời giúp bạn chống lại cảm lạnh, cúm, viêm họng, vi khuẩn gây viêm phổi, ung thư liên quan đến virus. Và nó cũng giúp bạn loại bỏ được kim loại nặng độc hại trong đại tràng và giúp bạn tăng cường hệ miễn dịch. Bây giờ các bạn hãy cắt nhỏ phần tỏi này ra nhé. Khi nói đến việc làm sạch gan khỏi chất béo thì tỏi là một nguyên liệu không thể thiếu được trong các bài thuốc như thế này. Nó kích thích tạo ra các enzyme cần thiết giúp cơ thể của bạn loại bỏ được tất cả các chất độc hại. Và đây là toàn bộ phần tỏi mình có, mình sẽ để sang một bên nhé. Tiếp nữa thì mình sẽ cần đến hành tây, một củ hành tây nhỏ như thế này. Hành tây làm sạch gan và tụy. Đầu tiên thì chúng ta sẽ bóc vỏ hành tây, sau đó thì mình sẽ cắt nó thành những miếng nhỏ. Trong hành tây có chứa vitamin C, vitamin B, acid folic, sắt và canxi. Mỗi thành phần này đều có một vai trò riêng trong việc giải độc của cơ thể. Nó rất giàu selen, methionine và allicin, các dược chất quý có nhiệm vụ trực tiếp là giải độc gan và bảo vệ phổi cũng như làm đẹp da. Bạn sẽ chia đôi củ hành tây như thế này và thái nhỏ nó ra nhé. Hành tây là một loại kháng sinh tự nhiên được khuyên dùng khi bạn mắc các chứng bệnh như là trào ngược dạ dày, hen suyễn, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, ung thư, viêm tai, cúm, nhiễm tụ cầu khuẩn, các bệnh lý về gan, thiếu máu não. Và đây là toàn bộ phần hành tây mình có, mình sẽ để sang một bên nhé. Nguyên liệu tiếp theo mình cần đó chính là một củ nghệ tươi 10g như thế này. Các bạn cũng có thể sử dụng bột nghệ nếu như không có nghệ tươi, gọt bỏ phần vỏ của nó đi nhé. Trong nghệ có chứa rất nhiều các hoạt chất chống oxy hóa, kháng khuẩn, ngăn ngừa và ức chế sự phát triển của các tế bào ung thư cũng như chống viêm. Ngoài ra thì nghệ còn có chứa rất nhiều các chất dinh dưỡng lành mạnh, chẳng hạn như protein, chất xơ, vitamin B3, vitamin C, vitamin E, vitamin K, canxi, kali, đồng, sắt, magie và kẽm. Nó có khả năng là xoa dịu gan và giảm thiểu tình trạng co thắt. Nghệ giúp bạn giải độc toàn thân và nghệ không thể thiếu được trong các công thức giải độc gan tự nhiên. Nó có chứa một chất gọi là curcumin, nó tạo ra một màu vàng rất đặc trưng cho nghệ. Và thành phần hóa học này nó giúp làm sạch máu, để khi máu vào gan ít độc tố hơn. Và đây là toàn bộ phần nghệ mình có, mình sẽ để sang một bên nhé. Tiếp theo nữa thì mình sẽ cần sử dụng đến một quả chanh. Bạn biết không, chanh là một loại thực phẩm rất tuyệt vời giúp cơ thể cải thiện khả năng sản xuất axit glycerol và mật, đồng thời làm tăng hoạt tính của mật. Nó chứa muối khoáng vi lượng, tiêu diệt các mầm bệnh như các vi khuẩn có hại, nấm mốc, nấm men giúp bảo vệ hệ miễn dịch của gan. Vitamin C trong quả chanh tươi giúp làm giảm nguy cơ mắc các bệnh lý về tim mạch. Quả chanh đã được chứng minh là có khả năng giảm huyết áp cao, yếu tố chính dẫn đến bệnh tim mạch, tăng sản xuất các tế bào bạch cầu giúp bảo vệ cơ thể chống lại nhiễm trùng và bệnh tật. Và đây là toàn bộ phần chanh mình có, mình sẽ để sang một bên nhé. Và bây giờ, cách làm nước ép thanh lọc gan. Chúng ta sẽ cho tất cả các nguyên liệu này vào một nồi nhỏ và thêm vào đó là 800ml nước. Cho lên bếp và nấu trong khoảng thời gian 10 phút. Sau khi các bạn đã nấu được 10 phút như thế này, các bạn hãy tắt bếp và để cho nó thật nguội nhé. Khi nó đã nguội như thế này rồi, các bạn hãy chuẩn bị một hũ thủy tinh đã được tiệt trùng sẵn, rót đồ uống vào bình. Chúng ta sẽ cần một chiếc bình nhỏ và một cái rây lọc. Lọc thức uống thanh lọc gan như thế này, chiết vào một cái lọ. Mình sẽ không đổ quá đầy nắp vì mình sẽ thêm vài lát chanh vào sau đó. Và bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng nhé. Các bạn hãy sử dụng hỗn hợp này trong vòng 7 ngày với liều lượng là 100ml trên một ngày. Khi sử dụng thì các bạn nên pha loãng
từ 100 đến 200 ml nước lọc nữa, uống vào buổi sáng. Nếu đối với người bình thường thì các bạn có thể uống trước khi ăn sáng, còn đối với những ai mà bị đau dạ dày thì các bạn có thể sử dụng sau ăn sáng. Nếu là trẻ nhỏ thì có thể sử dụng từ 10 đến 20 ml trên một ngày. Khi uống thì pha thêm nước ấm để sử dụng, bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh. Thức uống này các bạn nên duy trì liên tục trong 7 ngày, uống vào buổi sáng trước khi ăn sáng nhé. Bạn sẽ thấy sự thay đổi rất tích cực từ cơ thể của mình. Bạn nghĩ sao về thức uống này? Hãy để lại ý kiến của bạn ở phía dưới phần bình luận để mọi người cùng được biết nhé. Nếu thích cách làm này, hãy chia sẻ nó tới bạn bè, người thân để mọi người cùng xem và sử dụng nhé. Hãy bấm like và bấm đăng ký kênh để theo dõi nhiều video về chăm sóc sức khỏe mới nhất của mình. Nếu thấy video này thực sự hữu ích, bạn có thể gửi tặng ekip thực hiện một ly cà phê bằng nút Super 10 hình trái tim ngay bên dưới của video này. Sẽ ra sao nếu như bạn ăn quả lựu mỗi ngày? Đang là mùa lựu nên bạn nên cân nhắc để sử dụng loại quả tuyệt vời này nhé. Quả lựu không chỉ thơm ngon mà còn đem đến vô số các lợi ích sức khỏe rất tuyệt vời. Lựu có tác dụng rất lớn trong việc ngăn ngừa ung thư, hỗ trợ miễn dịch, tăng khả năng sinh sản của phụ nữ. Ngoài ra thì trái lựu còn chứa rất nhiều các chất chống oxy hóa giúp cơ thể của bạn chống lại virus và ung thư. Bạn biết không, đây là một loại quả cung cấp một nguồn vitamin rất dồi dào, đặc biệt là vitamin A, vitamin C, vitamin E, vitamin B9 hay còn gọi là acid folic. Không những thế, loại trái cây này rất tuyệt vời, còn chứa hàm lượng chất chống oxy hóa nhiều gấp 3 lần so với rượu vang và trà xanh. Thật tuyệt vời đúng không nào? Vậy thì quả lựu có những tác dụng gì mà được bác sĩ khuyên bạn nên sử dụng? Vì tác dụng thần kỳ mà lựu có thể mang lại cho sức khỏe. Không những vậy, trong video ngày hôm nay sẽ chia sẻ tới bạn hai mẹo bóc lựu cực nhanh khiến cho việc ăn lựu trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết chỉ với một chiếc thìa nhỏ. Còn bây giờ, cùng theo dõi video này của mình nhé. Có rất nhiều mẹo hay và thông tin hữu ích sẽ chia sẻ tới bạn. Và bây giờ chúng ta cùng thực hiện. Trong một phút thì bạn sẽ bóc xong được một cái đĩa lớn như thế này đấy. Nếu các bạn yêu thích quả lựu thì đừng bỏ lỡ những cách làm như thế này nhé. Nếu không làm thành thạo mẹo nhỏ này thì khi bạn bóc lựu, bạn chỉ có thể dùng tay để bóc từng chút một như thế này. Móng tay rất dễ bị chảy xước, đặc biệt là nếu như móng tay của bạn rất ngắn giống như mình mà bạn sử dụng tay để bóc như thế này thì phần thịt ở tay sẽ rất đau, còn rất dễ vương vãi khắp nơi làm cho hạt lựu bị vỡ. Không những vậy, nó còn không hợp vệ sinh mà còn lãng phí nữa đấy. Rất nhiều người thấy phiền phức nên mặc dù nó rất tốt cho sức khỏe nhưng lại rất lười ăn. Nên hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với các bạn hai mẹo để gọt lựu giúp cho lựu giữ nguyên vẹn được hình dạng của nó. Các bạn hãy cùng học với mình nhé. Hãy chuẩn bị một quả lựu như thế này. Sử dụng dao để bổ đôi quả lựu theo chiều ngang. Nhẹ tay một chút, vừa đủ để nhìn thấy hạt lựu, không khía sâu quá, nếu không nó sẽ làm vỡ hạt lựu. Bây giờ thì chúng ta sẽ bẻ nhẹ quả lựu tách ra làm đôi như thế này. Chúng ta sẽ cần chuẩn bị một cái thìa và bàn tay của bạn thôi. Bạn hãy xòe bàn tay của mình ra hình móng vuốt đại bàng như thế này. Không nên khép lòng bàn tay lại như vậy, nó sẽ không có chỗ để cho hạt lựu rơi ra. Bây giờ các bạn hãy đặt nửa quả lựu lên tay như thế này và lấy thìa đập nhẹ nhàng lên phía vỏ lựu ở phía ngoài. Nó sẽ làm cho hạt lựu rơi ra một cách dễ dàng. Các bạn hãy nhìn này, nó dễ dàng bong ra. Bạn có thấy cách làm này đơn giản hay không? Và bạn biết không, đây là một trong những loại quả giúp bạn làm giảm các vấn đề về tim mạch rất hiệu quả. Nó giúp duy trì lượng máu chảy thông suốt trong cơ thể, giảm nguy cơ xơ vữa động mạch. Nước ép lựu cũng giúp làm giảm nguy cơ đau tim hay đột quỵ. Và các thành phần chống oxy hóa chứa trong loại trái cây này sẽ giúp cho cơ thể của bạn giảm đáng kể lượng cholesterol xấu, đồng thời làm loãng những cục máu đông và giúp giữ động mạch hoạt động và lưu thông được tốt hơn. Không những vậy, đây còn là một trong những loại quả được các bác sĩ khuyến cáo là rất tốt cho những người đang bị chứng thiếu máu. Bởi vì lựu là một nguồn cung cấp chất sắt rất tuyệt vời cho máu, nó làm giảm các triệu chứng thiếu máu bao gồm như là mệt mỏi, chóng mặt,
suy nhược và suy giảm khả năng nghe. Chúng ta có thể duy trì lưu lượng máu khỏe mạnh trong cơ thể bằng cách tiêu thụ thường xuyên với nhiều cách ăn uống. Nhiều cách như là ăn này, hay uống nước ép hoặc là làm sữa chua. Bạn thấy không, với cách làm như thế này, các bạn sẽ lấy phần hạt lựu rất đơn giản ra phía ngoài, nhưng thỉnh thoảng thì vẫn còn một vài hạt nó chưa rơi ra khỏi, thì các bạn chỉ cần lấy tay nhẹ nhàng và bóc nó ra là được, không hề lãng phí một chút nào cả. Và khi mà chúng ta sử dụng thì các bạn chỉ cần sử dụng thìa để ăn nó thôi, hoặc là sử dụng ngay cái phần hạt lựu như thế này làm nước ép lựu, rất là tiện lợi. Và bây giờ thì hãy chuyển sang cách thứ hai nhé. Bạn có thấy những góc lồi của quả lựu như thế này hay không? Đây chính là phần mà chúng ta sẽ khía vào để giúp tách quả lựu được dễ dàng hơn. Các bạn hãy cắt bỏ phần đầu của quả lựu đi như thế này nhé. Sau đó thì khía múi như thế này. Đây cũng là một cách tách lựu rất là đơn giản. Tuy nhiên, mình thì mình thấy cách đầu tiên sẽ là đơn giản nhất đấy. Và lựu cũng là một trong những loại quả giúp cho bạn giảm viêm xương khớp. Nếu những ai đang mắc các chứng bệnh về xương khớp thì nên sử dụng loại quả này thường xuyên hơn. Các chuyên gia dinh dưỡng cũng khuyên bạn là việc tiêu thụ nước ép lựu thường xuyên giúp giảm nhẹ mức độ của nhiều bệnh khác nhau, trong đó có viêm khớp. Việc uống nước ép lựu thường xuyên có thể giúp hỗ trợ điều trị khỏi các tổn hại do sự dày lên và xơ cứng ở trong sụn khớp. Ngoài ra thì nước ép lựu còn có khả năng là ngăn chặn việc tạo ra các enzyme gây phá vỡ các mô liên kết trong cơ thể. Sau khi các bạn đã tách xong như thế này rồi, các bạn hãy sử dụng tay và tách hết phần vỏ ra nhé. Dùng thìa gõ nhẹ ở phía ngoài và có thể hoàn thành như cách 1. Và bây giờ sau khi đã biết được hai cách như vậy rồi, các bạn có còn sợ ăn lựu nữa hay không? Chắc chắn là không rồi đúng không nào? Bởi vì mình sẽ giới thiệu với bạn đó là loại quả giúp bạn giảm những biến chứng của bệnh tiểu đường rất hiệu quả. Theo các chuyên gia sức khỏe thì đối với những bệnh nhân mắc bệnh tiểu đường thì việc uống nước ép lựu có thể giúp họ giảm nguy cơ mắc bệnh mạch vành ở những vị trí khác nhau. Đồng thời chúng cũng có tác dụng làm giảm xơ cứng động mạch, hạn chế sự phát triển của các bệnh lý về tim mạch. Trên đây là hai cách bổ lựu rất đơn giản mà bạn có thể làm được, không những giúp bạn ăn ngon hơn mà nó còn là một trong những loại quả cực kỳ bổ dưỡng cho sức khỏe mà bạn nên sử dụng thường xuyên. Như các bạn thấy đấy, nước ép trái cây có màu xanh không phải là một lựa chọn lành mạnh duy nhất cho cơ thể. Thêm một quả lựu vào chế độ ăn uống của bạn có thể làm giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính và các bệnh viêm nhiễm. Bạn có thể sử dụng nước ép lựu hay ăn một quả lựu mỗi ngày cũng là một lựa chọn rất tuyệt vời để có được hàm lượng chất dinh dưỡng tối ưu, đồng thời làm tăng lượng chất chống oxy hóa có sẵn cho cơ thể. Bạn nghĩ sao về loại quả này? Hãy để lại ý kiến của bạn ở phía dưới phần bình luận để mọi người cùng được biết nhé! Tuy có rất nhiều các giá trị lợi ích cho sức khỏe, tuy nhiên mỗi tuần các bạn chỉ nên ăn từ 3 đến 4 quả lựu như thế này, không nên ăn quá nhiều các bạn nhé. Nếu thích cách làm này, hãy chia sẻ nó tới bạn bè, người thân để mọi người cùng xem và sử dụng nhé. Hãy bấm like và bấm đăng ký kênh để theo dõi nhiều video về chăm sóc sức khỏe mới nhất của mình. Nếu thấy video này thực sự hữu ích, bạn có thể gửi tặng ekip thực hiện một ly cà phê bằng nút Super 10 hình trái tim ngay bên dưới của video này. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Mến chúc bạn và gia đình thật nhiều sức khỏe và an lành. Nếu bạn thấy video này hữu ích, hãy bấm vào nút like và nút đăng ký để ủng hộ kênh tiếp tục phát triển. Bấm vào quả chuông để nhận thông báo về video mới nhất. Hẹn gặp lại các bạn trong các video kế tiếp.